Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Ngày hôm nay Phạm Thức Audio ngày mùng 4 tháng 9 xin giới thiệu đến quý vị các bạn trước mắt anh em. Đây là quả súp Yamaha SVK160. Theo yêu cầu của một anh, hôm trước em có quay lên là bên em có 10 quả súp đấy, Yamaha. Thì đây, em có sản phẩm là hai quả súp Yamaha, một quả màu đen, một quả màu vàng. Và trong video này em xin phép được tháo tung ra để quay cho anh xem. Anh ấy yêu cầu là như vậy. Đấy, thì đây là vỉ suất của Yamaha 160. Thật sự ra cũng rất nhiều kênh bán hàng, nhưng em cũng thấy rằng không phải kênh nào cũng tháo ra như này mời các bác xem đâu. Đấy, bên em thì thực sự ra là bởi vì câu nói của bác nên là em quay thôi, chứ không phải là ý định gì cả. Đấy, thì anh em xem, nếu anh em nào đã xem được cái video này mà có chung kết thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Sản phẩm này em quay lên không phải là theo ý bác ấy, nhưng không phải là để bán cho bác đấy. Chưa chắc đã phải để bán cho bác đấy, bởi vì em thấy cái cách làm việc của bác ấy chưa chắc bác đã chung kết. Vì vậy anh em nào có chung kết thì vẫn cứ liên hệ đến bên em, hàng còn thì em sẽ báo cho anh em. Cái súp Yamaha SVK160 này thì nó được thiết kế một nguồn này, hai tụ nguồn này, và được sử dụng suất hai con suất SK như này. Đây là cái le của nó này, le này là le phần công suất, còn đây là le phần tín hiệu đường vào. Anh em hay thấy những con này nó có chế độ auto khi không có tín hiệu nhạc ấy, thì cái nút này này không có tín hiệu nhạc thì cái nút này nó sẽ tự tắt đấy. Thì đây chính là cái le tiền công suất để cấp điện, để báo ngắt cái tín hiệu này. Đấy, tín hiệu đường điện nó có hai cái nguồn điện nhá. Một con là nguồn điện chính để nuôi nguồn để đánh vỉ suất, đánh súp. Còn một cái nguồn nhỏ này dùng để nuôi cái phần này, để khi có tín hiệu nhạc vào nó sẽ cấp cho cái nguồn này được cái nguồn này phải có điện. Còn khi không có tín hiệu, chế độ không auto, thì cái nguồn này nó sẽ, con IC ở đây nó sẽ báo và nó sẽ cắt điện ở đây. Phần này sẽ không còn điện nữa. Đấy, nên anh em yên tâm, nó như kiểu là một con robot luôn luôn chạy để biết được là có tín hiệu vào súp hay không, thì sẽ cho súp chạy và không cho súp chạy. Đấy là anh em mình phải để chế độ auto nhá. Đấy, còn nếu anh em mình không để chế độ auto thì cái đấy, cái phần này nó sẽ không làm việc nữa. Thì cái chế độ auto của nó nằm ở đây này, các bạn. Đây này, đấy, cái nút có 3 dòng này. Em thì em không giỏi về tiếng Anh, không giỏi về tiếng Nhật. Đấy, đây, nó có 3 cái nút này. Thì đây là nút auto này, anh em gạt. Đấy, thì đây là tắt mở auto và để auto. Còn đây là pha cốt, đây là cắt giải tần. Đấy, này nó có thêm cái phần úp ở đây nữa như này này. Đấy, mình tháo tung ra thì nó thành như vậy. Đấy, đấy là cái phần bên trong của máy nhá. Còn đây là ruột gan của hai cái quả bát Yamaha này. Đó. Sản xuất tại Indonesia. Gân này gân cao su nhá. Thùng quanh bên trong rất đẹp và sạch sẽ. Giá súp Yamaha SVK160 này thì bên Phạm Thức Auto xin báo giá với anh em là quả màu đen thì sẽ có giá là 6.800.000, còn quả màu vàng này này thì sẽ có giá là 7.800.000 nhá. Hàng rất đẹp luôn, nuột nà luôn. Này, gân là gân cao su này. Đấy, mũi bát định hướng, thoát hơi thẳng về đằng trước để tạo định hướng đánh theo ý của chủ nhà khi mình quay súp theo hướng. Dòng súp này của bên em là súp của bản Nhật địa, bản nội địa Nhật, nên nó sử dụng điện 100V, không phải điện đa cầu và không phải điện 220. Những anh em nào dùng âm thanh audio thì đều luôn luôn rất thích cái quả 110 này. 100 này, không phải là 110 nhé. Rồi, sản phẩm bên Phạm Thức Auto có chế độ bảo hành cho quý vị và các bạn là 3 tháng. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 752 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Số điện thoại của em 0972192087. Đây, mời anh em cùng nghe này. Cái bát nó nảy này. Đây là em đánh mỗi tiếng TV nhá. Với nó.
gớm không? Rồi, thân ái chào anh em và quý vị. Súp này hoàn toàn có thể đánh được với diện tích phòng 30m², 35m² đổ về. Cảm ơn anh em. Xin chào. Một lần nữa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video sau.